mấy con non đó mà niệm. Biết cái đường mà bà đo bà cắt á, rồi cái đầu đưa tiền cho chị Sáu thì bà mua cái bà cắt là cái y gan luôn. Lên tiệm ta nói cái người ta cắt cho mình đó, cái đầu đằng này với anh Sáu căng gan mấy ngày nay ngủ hỏi nó có mũi không, nó không có mũi. Cái mình nói ừ Cường hả ta tắm thì mình đưa nước vô cho nó. Còn cảm thấy mà máy không được là nó khi nó bay ra cũng mình cũng ớn. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và kế bên Bùi Hồ đây là anh Út Nhất, là người anh của anh Cường. Một người đàn ông mà bị hóa điên sau khi vợ và con của mình bỏ ra đi đó cô bác quý anh chị. Thì cũng được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân cũng như là chị Quanh, một chị ở Đài Loan, đã hỗ trợ cho anh Cường có lại một cái phần cái ngôi nhà bằng sắt mới để thay cho một cái chỗ cũ, để sau này thời gian sau này thì anh có thể tháo được cái xích ra cho cuộc đời sống của anh nó sẽ thoải mái hơn. Sau thời gian xây xong á thì cũng chân thành cảm ơn tất cả các anh em thợ hồ nè, thợ sắt nè và đội thiện nguyện luôn ha. Ngày hôm nay thì quay trở lại thăm hoàn cảnh của anh Cường sau khoảng gần một tuần lễ xây xong ngôi nhà của anh thì như thế nào. Mời cô bác quý chị cùng vô trong. Và thời điểm này là anh Út Nhất cũng mới đi làm ớt về ha nè. Mới bẻ ớt vậy là đem cái phần cơm, phần nước cũng như là một ít cái phần thuốc cho anh Cường. Rất là thương em mình luôn cô bác quý anh chị. Không biết thì cái cuộc sống hiện tại của anh Cường như thế nào thì mời cô bác quý anh chị vào trong ha. Đi hành ha. Rồi. Của Hồ hôm ngày nó cũng im ghe, nó không có ấy. Không có quậy hả? Không có chửi ai nữa hả? Bớt rồi. Quá trời nhạc rồi, không biết thì như thế nào. Các anh em quay cũng khá là lo lắng khi mà nhạc gì, không biết là có gây tiếng ồn cho cô bác của anh chị không nữa. Một phần thì nhạc nó sẽ gây một cái âm thanh đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc trò chuyện của các anh em. Chắc bữa nào anh sẽ bắt cây cầu lại quá. Có biết là tính kêu anh Sáu không bắt đúng kìa, mua cây tè cho. Quá trời nhạc luôn rồi. Miền Tây là gánh là hát thôi. Không biết là có. Ngày hôm nay thì nhận thấy, cô bác quý anh chị nhận thấy khác hơn. Thứ nhất là có được một cái mùng. Thứ hai là có một cái phần tôn đã che lại phần bên đây. Có nhiều cô bác quý anh chị hỏi là cái phần này nó có bắt với lại cái phần sàn ở dưới hay không. Cái thông tin là bắt rất là kiên cố luôn ha. Cái phần này là ăn cơm nè Cường ơi. Rồi đó, giống thầy đã ngủ ngon rồi đó. Chưa ăn sáng luôn hả? Ăn rồi đó, rồi. Chữ hoài. Mày không có dẫn chơi gì tao được. Ăn đây. Đủ. Em. Ăn bây giờ không biết làm sao để mà tháo xích ra nữa, sợ anh bẻ cửa. Nhưng mà cửa này cũng rất là chắc luôn. Cái phần này thì nó sẽ thời rất là nhiều luôn. Anh em quen mà. Anh em quen rồi mà. Bây giờ cũng còn khá là em che lứ đồ làm cho anh nhà mới đó. Ra đây có hết bị mũi chích rồi ha anh? Hết mũi rồi cưng. Hết rồi đó. Che lưới này lại nè. Út Nhất về giặt lắm. Ở chỗ này là im hơn mấy chỗ kia đúng không? Im hơn rồi đó. Nó hả? Im rồi đó cưng. Dạ hả? Hết mũi rồi. Biết cái đường mà bà đo bà cắt á, rồi cái đầu đưa tiền cho chị Sáu thì bà mua cái bà cắt là cái y gan luôn. Lên tiệm ta nói cái người ta cắt cho mình đó, cái đầu đằng này với anh Sáu căng gan mấy ngày nay ngủ hỏi nó có mũi không, nó không có mũi. Cái phần tôn bên kia là lấy qua đây dừng phần này nó không cái mưa tạt. Cái này của anh Sáu đó ổng đưa cho ấy luôn là hết tạt rồi. Nhà ảnh còn không giữ không? Cũng như ấy mà bớ cũng như không có đến đầu như ngày xưa mà ở bên đó. Dạ. Không, hôm qua em vô thì ảnh hàng khô ạ. Ngày xưa là cũ rồi. Giọng đâu là ảnh tự văng lên nằm luôn á hả? Tự là văng nè, giọng ấy là văng lên. Em thấy là cơm hộp, ly là ly nhựa. Ly nhựa. Để mình đề phòng ảnh trội đúng không? Hôm nay anh cho anh Cường ăn cơm với món gì anh? Biết hồi sáng cha ông mua thịt gà đó.
Gà nông nghiệp đó, cái lầu xào xả ớt cái cho nó ăn. Hôm nay anh làm mình hết hồn luôn. Ông chứ có nói là mình đem mua hộp để dành bớ vô hộp với muỗng mũ chứ không có đem mũ không cho không có dám đem ở đó, thì tự nhiên ấy cái nó đập hộp ra cái mình chết. Nhưng mà thọt ra cái nó ấy gì cái mình đỡ không kịp. Bà sợ cái đó. Khi có cái cây mưa nó có tạt không mấy ngày nay? Hết rồi. Hết không tạc. Có tạt, nó kín mít luôn. Tại viết vô giáp mưa đó, không biết vô coi thử mấy chỗ này coi mà thấy nó không có dầu vô. Tại mưa gió hướng nam thì có cái miếng to này. Có miếng này với hai nữa cái hành ấy nó đem cái miếng này ra cái mưa cái nó hết ấy luôn. Giống là anh tự dân thì sao? Nó dân luôn. Tự dân luôn hả? Biết dân giỏng mà. Ấy mình nói Cường hết tắm thì mình đưa nước vô cho nó. Còn cảm thấy mà máy không được là nó khi nó bay ra cũng mình cũng ớn. Không mà em thấy là lúc ảnh ra đây tới giờ là thấy ảnh đỡ hơn lúc trước. Đỡ hơn nhiều. Như 10 giờ còn có 7 đó. Dạ đúng rồi. Ừ, 10 giờ còn 7. Cũng đỡ một chút. Chứ cũng khỏe nữa. Cái việc hớt tóc cho ảnh thì như thế nào rồi? Nghe nói ảnh nói nào ngay mấy bữa mà hớt tóc đó nó ngầu một chỗ này là nó ngầu cho mày là 2 ngày liên tiếp luôn, nó ngầu nó không văng vọng, nó gục lui xuống hoài vậy nè. Rồi viết nó mòn mỏi rồi cái nó bặn cái áo vô lạnh, cái nó bặn cái áo vô rồi viết cái nó mới văng cái vọng nằm luôn. Sao gục là sao em không hiểu? Như nó buồn, nó buồn cái gì đâu mà nó gục hoài vậy nè. Vậy hoài đó. Không ăn uống luôn hả? Không có ăn, đem vô thì để y như vậy đó, chừng nào đói thì ăn. Lúc bữa mình mới vừa đô vừa bỏ đưa anh vô nhà mới thì có 2 cái hộp cơm là anh ăn hết luôn đúng không? Đói thì mấy bữa mình không cho ăn đó là dạ. Chiều vô là sạch sẽ rồi. Nhưng mà cái lồng sắt này thì khi mà ảnh lên cơn á, ảnh đòi bẻ lồng sắt thì anh thấy cái lồng sắt này độ an toàn nó là sao? Chứ thấy cũng như không khuyên lắm, lúc mấy cái chỗ mà hầm nó gịch nó bệnh mình thấy cũng như sao nói thấy nó cũng ấy, nó cũng lủng lẳng nó, mình sợ lắm. Nó không sao hết. Mình sợ không biết nó gịch hoài không biết nó có lỏng quá lỏng kiên cố dữ dằn lắm, đâu thể nào ấy được. Mình sợ gịch thì gịch vậy thôi chứ sắt thì không thể nào mà bung ra được đâu. Mấy ngày nay ăn uống bình thường là chưa? Ăn bình thường là 2-3 ngày nay rồi. Dạ hả? 2-3 ngày nay đem vô giờ nào cũng uống nước, cũng uống. Ừ. Nó bắn có... như ăn ấy, cái nó bẻ, nó ấy. Những lúc ấy anh có tâm sự với anh không? Những lúc... Ít có lắm không? Ít có tâm sự lắm. Như khi vô mình hỏi nó, khi có khi nó không có trả lời. Mấy ngày nay có khi nào anh nói với anh là anh thèm cái món gì khác không? Không, 2 ngày nay sao có bữa ngày hôm qua nó nói ăn bánh cam đó. Dạ. Nó kêu đừng muốn, kêu mua bánh cam với bánh còng đó thì nó ăn đó. Còn ngày hôm qua thì nó đòi ăn 3 cái bánh, đòi nó ưa đòi 3 cái bánh cứ cụ con nít đó. Dạ. Nó tấu nó ăn. Anh ăn gì là anh biết nói luôn hả? Nó biết kêu mình là đậu món cho nó. Cũng tội nghiệp. Như vậy thì Úc viết sáng giờ đi hái ớt được nhiêu tiền? Hồi sáng giờ Úc viết được, bữa nay Úc viết được 85 ngàn. Tại Úc viết bẻ tới 11 giờ. Không ngày còn tiền không anh? Úc viết còn Úc viết cũng phải thì nhín chứ không có bung lôm la. Còn được nhiêu? Úc viết còn là 1.6 triệu. Tại mua lặt vặt này kia đó, ở nhà với mua mấy cái sống chén này kia. Người ta kêu dục hết để cũ kỹ quá, để thấy ghê á. Úc viết bỏ mấy cái sống chén hết trơn rồi mua là mấy sống chén mới xài. Cũng nghỉ 2 ngày tưởng đâu ta đuổi luôn chứ. Không, ông biết cũng như là máu mình nói với người ta. Mình nói cũng như cái hoàn cảnh vậy đó, người ta ủng hộ cho biết cái nhà cửa trong Cường bên kia, người ta cho mình vô bẻ lại. Những cái lo lắng là anh Cường sẽ dỡ cái lồng sắt này ra thì đó chỉ là lo lắng thôi. Nhưng mà thực tế thì cái lồng sắt này nó cực kỳ kiên cố và nó đã ở trên này nè cô bác của anh chị. Cô bác của anh chị có thấy ở trên cái phần trên không? Làm luôn cả cái phần khung sắt ở trên chứ không phải là chỉ cái phần mái trên leo lên xé mái nha. Có nhiều cô bác của anh chị có những cái ý kiến như thế này. Một á là nó cái phần khung sắt này nó có gáp được với cái phần sàn này hay không? Thì xin đính chính là có hàng sắt trực tiếp đây. Có hàng sắt vô cô bác của anh chị. Hai á là cái phần mái ở trên thì có làm cái lồng cái khung ở trên hay không, thì đây là có ha. Có nghĩa là cái khung này mình làm một cái hình chữ nhật luôn, và cái phần mái ở trên là nó hoàn toàn biệt lập với cái phần ở dưới.
nên thành nữ là nếu như không làm á thì ảnh sẽ leo lên, ảnh sẽ xé tôn xé thiết, nó cũng khá là nguy hiểm. Nên thành nữ là mọi cái việc gọi là an toàn thì nó gần như không, thời điểm này thì nó gần như là tuyệt đối. Nên rất mong á là anh sẽ hiền dịu lại tí xíu để có thể gỡ cái phần dây xích của anh ra, chứ bây giờ mình thấy vừa dây xích mà vừa lòng nữa, mình thấy tội cho một cái kiếp người quá, đúng không anh? Đúng. Chưa định là gia đình mình có tháo không? Có, anh sao nó để coi, cũng như là để một thời gian coi coi nó còn gặt còn ấy không hả, thấy nó im điềm rồi cưng thí điểm trước đúng không? Ừ. Dạ. Thì thông tin là vào ngoài trước thì Mạnh Thường Quân của em Phong á cũng đã hỗ trợ nguyên cái phần mái nhà trước thì chút xíu nữa Bùi Hồn ra quay cho cô bác của anh chị, các anh em qua quay cho cô bác của anh chị xem luôn. Còn cái phần này thì được một chị Quanh ở Đài Loan á hỗ trợ toàn bộ cái phần này luôn. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ cho ảnh ăn cơm đi, mình ở đây làm phiền ảnh thì cứ cũng mấy ra tham quan cái phần nhà trước đi ha. Rồi. Nói chung thấy ảnh cụ thấy con mình có được cái ngôi nhà ở ổn định vậy thì ông cụ thấy vui không? Dạ, vui hả? Dạ, mày thấy nhà cũ thì ra vậy đó, nó khổ, nó rồi buồn chữ bới, giờ lấy qua nhà lại được, nhà mà có mùng mà lại chia chia nọ, nó ngủ ấm áp đó, rồi tao không có quậy bọ nữa. Dạ, nhà có chỗ của cụ ngủ còn không? Còn dột không? À, nhà đó hả? Nhà lớn nè. À, mới nói lại chú cũng giúp đỡ. Bởi vậy mà dông hôm bữa họ nó hách kìa, nó cào rồi nè, hách tới nguyên trước sau vậy, rồi lạc ướt rồi. Yeah. Mùng mền gì của bà ướt hết trơn, rồi tú vậy đó, nó thôi ơi, nhỏ đó mày cũng leo lóng lấy đinh lóng dần dần dần, giờ tao cho nó bớt cái dông quá, rồi tôi cũng nói chú nó giúp đỡ cho tôi được. Mới to là lợp cái nhà cả rồi. Ê mà xin mới to nó lợp phần trên ha. À dạ, với cái nhà trên ăn mà. Nhưng mà cây một hết sao lợp được cụ? Dạ. Cái đó có phải nhà mấy cái chú được rồi, có sắt cái thì làm được rồi ấy. Còn vậy thì nó cái cây bị còng rồi, nó lâu ngày năm quá rồi. Nó mục quá rồi, cái bộ nó hơn dâm mạnh quá, nó hết nguyên về hết dở cao đó. Rồi biết mình nhỏ nó mới vậy nệt lợi nó mới đỡ sợ sập không? Ừ, nó bị dâm rồi cái ruộng hết bữa mưa phải là mưa bự rồi dâm đó. Trời đất ơi, thôi nhà ướt hết trời lên láng rồi ấy, rồi mấy khi bắt dứt nó lao ấy là lợi. Rồi sao bắt nhỏ ấy đó, cái chỗ nào mày tấm linh không được mày lấy sỏi chị niền lại là cũng đừng cho nó hết nữa vậy thôi. Cũng nhờ vậy chứ không, tôi cũng nói giúp đỡ cho tài trợ nó dùm được mớ to lợp chứ thôi, giờ vậy êm rồi cũng mừng rồi. Dạ, không ngon. Rồi, con cũng chúc mừng cho ông cụ ha. Dạ. Dạ, ông giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ, thì con cũng mong là Mạnh Thường Quân sẽ hỗ trợ phần tôn cho ông cụ. Dạ, con cảm ơn mấy chú nhiều ạ. Cũng nhờ chú mấy chú được giúp đỡ tôi được lợp cái nhà rồi, tôi mừng rồi. Không ai, cái nhà này thì cũng cột với cái cũng cây là cũng còn xài tốt. Đều có cái mái nhà để nó là lâu năm quá, chứ phần nó mục á, cái rồi dù có mưa cái nó làm nó bể chảy chỗ này chảy chỗ kia, có khi nó chảy lâu trước nhiều, còn ở sau rồi nó lâu gì dột nó nhiễu, hồi già trước á tôi thấy chưa có làm nhà này dột cái lỗ chỗ nào thì chiếu chỗ đó nó mục hết. giờ cũng giúp cho nhà mấy chú cũng giúp cho tài trợ với những người tài trợ, tôi cũng cảm ơn giúp cho tôi mấy nhà lợp được yên rồi vậy. Dạ. Sống được yên. Dạ rồi thôi, con chúc ông cụ sức khỏe, con cũng xin phép ha. Dạ, giờ con lên con hỏi út nhất cái nữa.
Thôi vậy thì tôi cũng giúp đỡ mấy chú cũng công giúp đỡ tôi cũng nhiều rồi. Mấy lần nhập nhà bếp tôi cũng yên. Bây giờ hồi trước tôi đi té hoài, bị đóng khi rồi cái dáng á, mấy cái chỗ rồi chồng mà nó yếu quá, mình chồng mới lại cái gấp té. Khi nấu cơm có khi bưng đồ cơm rồi gặp có khi té, mà té rồi nóng chữ 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 mình cũng như dấp đi chứ mà. Bây giờ mình đi già cả rồi đi đâu có không thấy đường, có khi để đồ cơm nó mà có khi mẹ ấy rồi đi đá cũng có nữa, bắt lễ ngồi nhà cũ á. Còn bây giờ đi cứng cát mà lại khỏe khắn nữa. Dạ, rồi con chào ông. Rồi. Quần bụng thì đụng bị bà lẳng đụng đồ ai bà cũng sọt vô thế. Bà năm nay nhiêu anh? Bà năm nay 86 rồi. Đây là cái phần nhà mà mạnh thường quân của em Phong hỗ trợ này của bác của anh chị, khá là kiên cố và chắc chắn luôn. Không, má ngủ bên đó, cha ngủ bên đây. Còn anh? Cậu biết thì ngủ trong buồng. Cho vô xem được không? Ờ, biết thì vô. Cái chỗ biết cũng... Ừ. Cái giường của anh này hả? Ờ, nó cũng rượu, nó cái này cũng như nó rượu, ba cái dáng này nó rượu hết trơn rồi. Ừ. Rượu biết cũng... đóng kệ tạm gì biết vô của mình ở đây cũng không sao. Này nó có cái nào một gớt xuống không trời. Mấy cái dáng này nó gớt nè, rồi mấy anh Sáu mới chắc vô cho đỡ lại nè. Còn cái giường này là giường sắt hả? Cái giường sắt. Ừ. Ốc chất gạo đó là bà con cho mình hả? Ờ, sao anh ta cho đó. Nhà này view mặt trời luôn ha. Ờ. Có được kỳ quạt. Mấy ngày nay có chỗ ăn chỗ ngủ cho ông cụ nè. Ngủ cho ông cụ rồi cái chỗ cho anh Cường nó vui dữ luôn. Vui không? Mừng rồi, đi mặn là không có sợ nó mưa nữa. Trong lần hả không thấy cái đi mặn cái sợ mưa, cái không biết ở nhà làm sao cái sợ nó ướt thì mình thấy như mặn cái mình thấy không có an tâm cũng tội nghiệp đó. Ủa là hả mưa cái mình có khi sinh ra bây giờ mình coi cái sợ cái mưa to hoặc là mưa không biết cái tức làm sao. Rồi mình cũng chạy về coi nó. Còn giờ đi lên mình bẻ là tới giờ tới dắt đàng hoàng luôn. Ra đây coi cái phần nước, cây nước thì sao? Ờ, Út Nhất cũng như xài cây nước đây nè. Đi ở đây rồi, Út Nhất câu lên đây nè. Câu lên chưa? Đi câu lên rồi, kêu thằng cháu nó lên, nó làm ngày kia, cái đó câu lên rồi đó. Ờ, ông cụ là tắm ở đây được nè, cũng như ở đây nữa, ông tắm rồi, ông lấy cái thao qua bên, ông ngầu lên sáu, ông tắm. Cái này có cần làm cái hàng rào không? Cái này thì cha mới để nữa, ông ấy mày... gán may mặn mới đi rồi nữa tới tao tới lương già cái tao làm cái này ra cho mày đặng cho mày giặt đồ giặt đạc tắm này cũng dễ cái này đổ cái đan đó. Đổ cái đan đó đổ đan nhỏ tới làm cái sàn nước đó. Tắm ở dưới này rồi trên này nấu nước này mình nấu nước này kia vừa có dắt bên kia nó an toàn nữa. Đúng rồi thì tính vậy đó. Cho ngạo ngay mấy bữa gài mưa cái đây này cái nó phóng vô. Nó phóng vô cái ấy mình nói hao kệ đây kiểu cực đầy cái lợn. Không có bếp ga không nhất. Mỗi chứ không có gì, chỉ là nấu cơm củi là 30 mấy ngàn 40 năm rồi. Hồi đó bây giờ từ nhà lớn tới nhà nhỏ luôn. Là sợ nổ thì sao? Không, cũng như tại vì mình cái kiểu đi làm cái mình cũng không có cần thiết nhiều cái kệ chậm này cho nó tiện hơn. Ở mưa rồi không có cơm hay sao? Không, như có củi đó. Có củi rồi. Mưa không có củi á. Củi thì lúc nào biết cũng đi qua dự trụ. Như mình đi mặn mướn vậy đó. Cái như củi người ta cho cái đó mình ba củi ớt của này của kia đó mình bó lại cái mình đi mặn cái mình đậu lên luôn. Có ước muốn có bếp ga không? Ước muốn có mà điều cái như sao được. Trời. Thì nói với mình ước cũng không có cũng ước làm sao vậy. Kệ đi. Có 2 triệu mấy mà ước không có là sao? Nói cho khó lắm, nói như mặn làm ai cũng có bao nhiêu thì kệ chụm củi. Mấy gia con củi chụm mịt hoạch như đi. Chụm củi biết nào lỡ mưa ướt củi nè. Củi này mà mưa ướt một cái à, biết rồi mà kệ đi chứ giờ mình cảnh mình vậy thì mình sống với nước làm sao rồi yên vậy chứ giờ mình muốn cũng không có. Rồi đâu hôm nay có gì gỡ chen thêm á. Hồi biết nó mình sáng cái làm này nè. Thịt kho thịt gà kho xả ớt. Mấy ngày rồi?
cái này mà hồi sáng cha mua nó mới làm. Cha mua mới làm hồi sáng. Còn cơm đem cho anh Cường. Cơm cho anh Cường nè. Là sao mà mình mua cái hộp sẵn hả? Cái hộp sẵn, ông Dứt mua nguyên một cây bự dài vậy nè. Rầu là như mình ăn vậy là cho nó liền luôn. Đó, còn hả mình đem như tô như vậy đem vô là nó ăn là nó quết. Rồi có khi nó phóng ra cái mình, có khi mình đỡ không kịp cái vô mặt. Tại mình biết không biết nó cơn lên giờ nào. Rồi mình mấy người ở sớm đó, người ta cũng chỉ, người ta nói thôi đi cũng như là chịu cực tốn tiền đi mua cái đó để ăn cho nó dục, không có nhiều rồi mới mua đó, chứ mua lần đem ba cái nè, như mấy cái dĩa này là 6 cái nè, mà giờ còn có 1 cái duy nhất nè, là lúc mà ở cái nhà bên đây đó là cái nó ăn cái nó bẻ cái hồ nó lấy nó có mọi cái nó đốt đấy nó đập. Rồi cơm sẽ ớt cái gì nữa, như trên coi cả gừ cà xe chờ lù. Cà này là ta cho hay sao? Cà này hồi sáng ngày hôm qua biết mua nè, ngày hôm qua gửi cho chị bán đi mua giùm đó. Nhiêu? Ăn ký 10 ngàn. Ký 10 ngàn. Còn gà đó là bao nhiêu tiền? Gà này là cha mua 1 ký 60. Mua được 1 ký không? Ông mua chắc thì có nhiêu này, chắc không biết, chắc không được 1 ký đâu. Chắc nửa ký quá. Chắc mua nửa ký luôn. Chắc ăn nguyên ngày. Như là mấy ba mấy giờ con vậy đó sống. Còn cần nồi cơm. Nồi cơm thì uống nhất cha ông nấu lon gử. Cho sáng anh không có nấu sớm hả? Sáng không biết nấu sớm quá thì chờ cứng hộp cơm quá má ăn không được. Hàng ngày đồ ăn là ông bác đi mua hay là cha ông ngoài đường? Như cha ông đi mua bữa nào hả mưa gió bùng lầy thì ông ấy xa mày 5 giờ mày có đi mặn không nó có thì ông ấy vậy mày lấy tiền sáng 5 giờ mày đi mua đi rồi cái mày để đó cho tao rồi mày đi mặn mày rồi sao rồi nửa giờ rồi tao làm. Anh có nhớ lần đầu tiên mà tụi em gặp anh là nói về cái việc mà xây nhà cho anh Cường, anh nghĩ là đến thời điểm này anh nghĩ là mình giống như giấc mơ không? Y gan nghĩ cũng như giấc mơ. Mình nói mình cũng nghĩ rằng ước biết chừng nào mà được mà cái chỗ của nó mà cho nó ở, mà đâu không ngờ như nhờ cũng như mấy anh mấy chị mình Hùng Quân này kia đó giúp nào ngay mà cũng đỡ, nào ngay mình đi lên đi màng này nào ngay nó trắng ra khỏe hết sợ nó, mình màng rồi đi lên hết chạy rồi. Giờ còn ước muốn gì không? Hả? Như ông Dứt ước muốn gì tại còn cái những nhà lớn nữa là hưởng nguyện nhà lớn nữa là biết khỏe, tại nhà lớn giờ cũng như thấy như to trên nó băm tặng trên. Em hỏi thêm cái này nè, có một mình anh lo thôi hay sao, hay có ai hỗ trợ tiếp anh em, có ai hỗ trợ tiếp không? Anh em không ai như nghèo khổ đó, ai cũng đi làm ăn ở đâu ở xa này kia đó, thì nào hiểu biết tự tạo kia mà anh ai lấy sống. Nói chung là anh em thì cũng có cơ ngơi riêng, mình anh là Út nên anh lo cho ổng bả này kia đó, thì ở nhà thì có mấy cha, thì có mấy cha con đó thì nhiều đó, thì mấy cha con có nhiều ăn nhiều. Nhắc tới là sao khóc thì tại mình thấy cũng như suy nghĩ nhiều cái mình cũng buồn, mình thấy như cái cảnh người ta sống mình thấy như cho người ta phải giải phát, còn cái số mình sống mà cái cảnh như khổ sở mà còn thêm mấy thằng em mình nó vậy đó, cái thấy buồn. Mình thấy cũng như là cũng đi làm tùm lum chỗ, mình thấy anh em ta ai cũng đấm sướng, ta đi bàn người ta không có quan tâm tới vậy nên còn mình ghé cái trong cho tới 10 giờ cái phóng chạy về cơm nước bọng rồi kia rồi mới xuống rồi mới đi bẻ nữa. Sau này có vợ không? Không, Út Dứt cũng như là ổng bả này kia với thằng em như vậy rồi chắc không biết ở gì, nuôi nó tới đâu hay tới đó chứ cái cảnh của nó vậy sao mình bỏ được. Chứ phải mà mình thấy cái cảnh của nó mà phải nó đựng quậy bọ, nó ăn nó hiền từ bên kia mà mình thả nó ra đằng kia, nó ra ngoài này nó sống với mình cũng được. Còn này nó khùng mà nó quá hết, nó quợn ai nó cũng ấy chứ, ai cũng đều sợ nó. Ở nhà ông cụ có tâm sự gì với anh không? Có, ông ấy cũng ở cái nhà này được im tao khỏe ngủ ngon, mà có cái đồng nghiệp má này cái nó thì nữa sau này tự nhiên không có thì khiêng cái chổng đem lại đây chứ sao giờ cho má bà ở đây thì ông ở đó thì má bà ở đây, con ở chỗ ở đây thì ông với bà ở đó đi, con ở trong đó thì cũng được đó, là tính rồi đó, nếu mà không được thì khiêng má đem vô trong này thì má với cha ở đây cho nó được bị dồn. Nó mát như ở đây trưa cái nó nóng đó, rồi cái hai nó bả cái bả lặn nó có đi tới lưu hoài lụp cập, cái ổng ngủ không được. Bởi nên ổng ở dưới không à. Thôi hôm nay á cũng buổi trưa là giờ nghỉ trưa của anh,
không biết nghỉ khoảng nửa tiếng không biết đi rồi. Ừ, thì thôi cũng không có làm phiền, nghỉ trưa tí xíu đi làm nữa. Thì em thay mặt cho anh Thanh Giang ở Cao Lãnh á. Anh Thanh Giang ở Cao Lãnh gửi cho anh 1 triệu đồng để anh làm cái chi phí. Cảm ơn anh Giang ở Cao Lãnh. Cao Lãnh Đồng Tháp. Cảm ơn anh Giang ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Cảm ơn anh rất là nhiều. Sao lần nào nhận tiền cũng khóc hết? Không phải là mình thấy sự thấy xúc động mà mình cũng không muốn. Không muốn gì? Nhưng mà mình không muốn thấy, mình thấy cái cảnh mình khổ, mình nó kệ gắn này lắc mình thấy. Nhưng mà ảnh giúp, mình thấy cũng tội nghiệp mấy anh. Em bây giờ em hỏi này nè, có muốn vốn để làm ăn gì không? Không, cũng giúp như thấy... Muốn mua bán gì không? Không, ở ngoài chợ như, cái đó thì là ngay mình đi chợ bố bán kia, gầu lo này kia, mất công, về nó không được nữa. Giờ cái thảo viết nói kệ đi, bẻ ớt, bẻ mặn ở đây gần này kia mình lên nhà được. À, mình nhưng mà mua bán ở chợ Tân Hưng nè, thì bán rau củ gì được không? Trái cây gì đó? Không, ở đây mình bán ba cái đó không được không ơi. Bán nó ấy nhợi. Bán ới dữ lắm, rồi ổng biết mua làm, ổng biết có bán cá viên chiên. Mà bán ới, hộp gà nướng, bán không được. Bán được. Ờ, cái đường mình đây bán không được, mà mấy cái đường khác vậy mà bán được. Thì hôm nay thì thấy anh Cường có nơi ở ổn định, nhưng mà được cái là có chỗ che mưa che nắng đúng nghĩa. Có cái khung sắt để mà bảo vệ cho anh, để mà anh dân mùng. Tuy nhiên á, cái điều buồn là ngoài cái việc có dây xích đó, thì anh còn lại cái, có cái lòng đó. Thì mong rằng là thời gian tới gia đình mình sẽ thuyết phục, coi nghiên cứu sao để gỡ cái dây này ra cho anh. Rồi đúng rồi, biết phải gỡ gì vậy. Thì bây giờ anh có muốn nói là nào cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân, những người mà đã từng hỗ trợ cho gia đình của mình không? Có, rất cũng hỗ trợ mạnh thường quân với mấy anh em như trong nước ngoài nước đó. Tôi biết rất là cảm ơn rất là nhiều. Tôi biết là tôn trọng mấy người mà ủng hộ cho nhà biết đó. Mình cũng mến ảnh mà thì cũng cái như xa xui quá mình không có nói chuyện với ảnh được. Có muốn gửi lời chúc được không? Muốn là lời chúc cho mấy ảnh mấy chị mấy cô mấy chị mấy cô ghi gắn mình giỏi bằng ăn mình giúp cho nhà biết. Giúp cho nhà biết nữa. Giúp sửa lại cái phần mái trên đó. Mái trên tột dột dữ lắm hả? Dột mưa cái đó, thì đó đâu qua đây, qua đây lại lần nữa đi. Sao chỗ nào đâu? Nè không, mấy chỗ này nè. Hồ, em tên Hồ á, hồ nè, hồ mấy chỗ này là hồ mưa đó. Ngày qua ngày kia là kêu nó hái đóng lại dở đó. Mưa cái nó dở lên vậy nè. Mưa cái nó dở lên vậy nè. Tại mấy bữa dông bên nhà dở là luôn hả? Nó dở cái lớp ở đây nè. Cũng như nó bị đứt đinh nó như lớp ở đây nè, cái mấy chạm nó sao để kêu một cái lên để cho nó đóng lại đỡ đi chứ không để mưa cái nó xà xà xuống đây. Đó, cái chỗ bà ở là nó mục, nó tâm đen, nước nó nhiễu xuống cái nó hoài, rồi cái nó thành cho nó xem. Út nhất còn một người em nữa là tên gì đó? Bị tên Tú. Tú cũng bị giống nhóm vậy. Nó khờ khờ mà giờ đi ngoài đường hoài vậy đó. Đường chừng nào đói nó về nó ăn. Ăn rồi nó lấy cái thao đi mở ốc. Mở ốc rồi được mới rồi đi lên quán nó nằm nó ngủ thì chụp nó ngủ bờ ngủ bụi để vào tấu 8-9 giờ mới về nhăn mụn đây ngủ đây nè. Thì thôi thì cũng mong là hữu duyên sẽ đến với lại gia đình của anh có thể sửa lại cái phần nhà trên này. Trước mắt thì cũng thay mặt cho gia đình của Út Nhất chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân của chị Quân ở Đài Loan, cảm ơn anh Giang và tất cả các mạnh thường quân đã từng hỗ trợ cho gia đình của Út Nhất để có được một cái nơi nó che mưa che nắng đúng nghĩa như thế này. Thời gian tới thì cũng mong là hữu duyên sẽ đến có thể sửa được cái phần nhà lớn này đến đâu hay đến đó. Thì đâu biết bà cụ này sao 86 tuổi rồi nhưng mà chỗ ăn chỗ ngủ thì vẫn chưa yên nữa. Cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Xin gửi lời chúc đến cô bác quý anh chị sức khỏe, an lạc và vạn sự lành ha. Rồi bye bye. Rồi cảm ơn anh luôn. Chào anh em đi nha. Cảm ơn cưng.